À, chào các bác. Hiện tại bây giờ thì hơn 2 giờ các bác. Ngoài trời rất là nắng nóng, nóng kinh khủng luôn. Thì em vừa nhưng mà người dân người ta vẫn đi rừng và vẫn lấy cái giấy na rừng về cho em đây các bác đây. Đây là cái na rừng đỏ, lấy giấy na rừng đỏ này các bác. Này. Thơm phức luôn. Cái này hàng tươi này, hàng tươi. Đây. Đây các bác. Em thì vẫn dặn mọi người bảo là đi mà gặp cái na rừng đó ấy, thì lấy về cho em. Thì để em dùng. Thực tế thì cái dế na rừng này thì em có rất là nhiều, cái hàng khô thì cũng có 1 đến 2 bao rồi. Hiện tại bây giờ nhưng mà người dân người ta đi người ta gặp thì em vẫn thu mua cho họ. Thu mua cho họ và em sẽ mang ở đây, em sẽ để chia sẻ lại cho các bác. Thứ nhất là cái na rừng thì như các bác biết rồi, nó dành cho những cái bác mà bồi bổ cơ thể bị suy nhược. Bác nào mà phụ nữ nhà có phụ nữ chuẩn bị sinh ấy hoặc là đã sinh rồi ấy, thì nên mua cái nế ra dế na rừng này về để như là để chặt ra là để tắm cho phụ nữ sau sinh và để đun cho phụ nữ uống. Cái dế na rừng này mà kết hợp với lại cây thủ phục linh, cây củ khúc khắc ấy thì giúp chúng ta là ăn ngon rất là nhiều, giúp chúng ta tăng cân, nói chung là với lại cái bổ máu nữa. Còn nếu mà các bác dùng mỗi cái nế dế na rừng này không cũng được, nhưng mà chỉ dành cho những cái bác nào mà cái bác nào mà bị đau nhức xương khớp này, mệt mỏi này, và bác nào mà bị đau nhức xương khớp, bác nào bị mệt mỏi, bác nào bị gầy gò, bác nào bị sau phẫu thuật sau khi mổ các kiểu á, đặc biệt là phụ nữ sau sinh thì uống để nó tẩy ra, để cơ thể, để ra khỏi cơ thể, để cái bẩn ra cơ thể. Cái na rừng này thì phương pháp dùng có thể là sắc nước uống, sắc nước uống tươi này, các bác mang về các bác mua mua hẳn cái này về các bác để này. Đấy, các bác để xong là các bác sắc các bác uống mỗi ngày, các bác uống một vài lát như này, nó làm trà. Thì các bác có thể kết hợp với lại thủ phục linh là khúc khắc ấy. Khúc khắc thì các bác kết hợp với cái đấy, các bác có thể kết hợp với nó vài lát thôi thì làm trà uống nó rất là tốt, tốt cho xương khớp này, tốt cho sức khỏe này, bồi bổ cơ thể rất là tốt. Nhưng mà chỉ là những cái bác nào mà gầy thôi, suy nhược thôi, được chưa ạ? Còn các bác mà béo béo như em rồi thì béo béo như em thôi thì các bác không dùng, các bác chỉ dùng trong bài thuốc xương khớp thôi. Đấy, em dành cho những chia sẻ cho những cái bác và lại người già ấy, ông bà già, bố mẹ già của mình á, đã có tuổi mà bị đau nhức xương khớp, không dùng loại nào thì lấy cái này về sắc nước uống hoặc là ngâm rượu nha các bạn nhé. Phụ nữ sau sinh thì phải có cái này để tắm và để uống, đây là người dân tộc của bọn em là như thế, lúc nào cũng phải có cái này tắm và để uống. Thì em đợt này thì em cũng được khoảng 20 mấy cân, vừa rồi thì em cũng được mấy chục cân thì em cũng đã chia sẻ cũng bán lại hết cho các bác rồi. Vậy bây giờ hôm nay em chỉ quay cái video này lên á, là để là bác nào mà muốn lấy dế na rừng ấy thì các bác gọi cho em nhé, các bác gọi cho em đi, các bác đừng có nhắn tin hỏi em ở trên kênh, bởi vì như các bác biết đấy, em thì không có thời gian nhiều để vào kênh để trả lời đâu. Không, qua là khi mà em nhập về rồi thì em sẽ chia sẻ với các bác để xem bác nào cần thì lấy thôi. Này thì em vẫn bán 40.000 một cân tươi các bác nhá. 40.000 một cân tươi. Bác nào lấy thì lấy khoảng 3 4 cân thì em sẽ gửi cho các bác. Còn các bác lấy 1 2 cân thì em không gửi đâu. Các bác lấy 1 2 cân thì các bác phải lấy cái khác, bởi vì là em phải tiện tiện hàng thì em mới gửi thôi. Tiện em đi gửi thuốc thì em sẽ gửi cho các bác. Cái này có nhiều thì thực ra thì mình lấy của dân thì về thì mình cũng chia sẻ lại thôi, bởi vì là mình có nhiều mình chưa dùng hết á. Đấy, mình dế na rừng thì mình có nhiều thì mình chưa dùng hết thì mình lại chia sẻ cho mọi người để mọi người mang về mọi người uống thôi, bởi vì trên thực tế thì những cái thảo dược như cái dế na rừng này đối với em thì nó không có lấy gì, nó không khó cả. Người dân người ta có thể chiều tối họ lấy về cho em lại mấy chục cân nữa, em có nhiều thì em chia sẻ cho các bác thôi. Chứ còn nhưng mà đối với các bác ở thành phố hoặc là các bác mà muốn lấy, các bác mà ở cái chỗ mà bạn đang bị đau nhức hoặc là cơ thể đang mệt mỏi mà muốn lấy lại một loại trà, một loại thuốc về uống thì các bác không có thì các bác nên liên hệ với em để các bác lấy. Số điện thoại thì em sẽ để ở trên kênh, các bác lấy số điện thoại các bác gọi cho em, bác lấy các bác gọi cho em thôi, các bác không cần phải nhắn tin, không phải hỏi đâu các bác ạ. Bởi vì là những cái này thì em bán nhá, những cái này thì em bán. Nếu mà bác nào lấy dế na rừng ấy, bác nào mà lấy 10 cân ấy thì em sẽ bao ship cho các bác. Còn các bác lấy 1 2 cân thì em sẽ không bao ship đâu ạ. Các bác biết đấy, 1 2 cân thì em sẽ chẳng, em thì cũng không buôn bán gì đâu. Nhưng mà đối với em thì chỉ có bao ship những cái hàng này thì em sẽ bao ship với mục đích là các bác lấy 10 cân. Các bác mà lấy 10 cân thì em sẽ bao ship cho các bác. 10 cân là 400.000 thì các bác chỉ việc nhận 10 cân lý na rừng này và trả cho em 400.000 thôi, sẽ không phải trả tiền ship gì cả.
đấy là cái hàng em bán nhé, em không nói đến thuốc. Đây này các bác, rất là tốt đấy, các bác mà bác nào mà muốn dùng ấy, để cho để bồi bổ cơ thể mà nhức mỏi, hoặc là cho nhà có phụ nữ đang chuẩn bị sinh ấy, thì các bác nên lấy cái này về, về các bác dùng dần, dùng dần, các bác dùng tươi cũng được, dùng khô cũng được các bác nhé, dùng tươi cũng được, dùng khô cũng được ạ. Cái này thì nếu mà các bác mà muốn nó bồi bổ cơ thể thì các bác có thể lấy cái này kết hợp với lại cây bổ máu này, cây khúc khắc này, ba loại này là tốt nhất để cho những người bồi bổ cơ thể, chữa nhức mỏi cơ thể. Nó tốt cho, nó tốt cho máu, nó thơm, nó tốt cho máu. Nó hơi chát chát, nó còn tốt cho dạ dày nữa các bác, tốt cho dạ dày. Các bác mà bị thể nhẹ, dạ dày tá tràng mà bị thể nhẹ thì dùng cái này nó cũng đỡ. Nhưng mà đấy là nói thể nhẹ thôi, mà thể nặng thì các bác phải chữa bệnh. Em chỉ chia sẻ với các bác một chút vậy thôi, và chia sẻ với các bác một chút, là bác nào mà lấy na rừng thì các bác gọi cho em. Ở chỗ này em có 20 mấy cân thôi, 20 mấy cân em vừa mua đấy, vừa mua lúc nãy này, được 20 mấy cân. Cái hàng tươi em bán hàng tươi thôi, em bán cân tươi, còn cân khô thì em cũng có khô em để làm thuốc. Nhưng mà cái này thì em bán, nếu mà bác nào lấy 10 cân thì là sẽ được bao ship nha các bác nhé. Còn các bác lấy 1, 2, 3, 4 cân, dưới 10 cân thì em không bao ship. Nếu mà các bác mua hàng với em thì các bác biết rồi, em không bao ship đâu, bởi vì là hàng thì em gửi bên bưu điện, chứ em không gửi chuyển phát nhanh gì cả. Hàng thì em gửi bưu điện rồi, mà em đi ra gửi ở bưu điện thì em bây giờ em ra tận huyện thì cũng phải 78 cây số mới gửi được hàng các bác. Nên bác nào lấy thì alo cho em nhé, số điện thoại thì em để ở kênh ạ. Để cái đề bác nào mà lấy thì alo cho em. Này các bác, có con rút ở rừng về. Đây, na rừng, dế na rừng các bác nhé.